Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Tân Rốc sẽ review cái mở hộp con Sony FE-72GM. Thì trước khi Tân Rốc mở hộp cái lens này thì cũng nói với anh em là sắp tới Tân Rốc sẽ làm một cái kênh để review thiết bị cũng như là cách chỉnh sửa ảnh, vì hiện nay là cái studio của Tân Rốc đang sửa chữa nên chưa có quay, thì trước mắt mình sẽ tạm với cái này. Tân nói sơ qua cái kênh của Tân Rốc chỉ làm những cái basic cơ bản để cho những các bạn gà photo cũng giống như Tân Rốc là đã từng cái như trải nghiệm qua từ lúc mà không biết gì, mua máy ảnh này không biết chụp, không biết chỉnh sửa như thế nào, theo một cái con đường đơn giản nhất. Thì đó là mục tiêu sắp tới, mong các bạn sẽ ủng hộ cái kênh của Tân Rốc. Thì ngoài ra Tân Rốc cũng có làm âm thanh, rồi sẽ làm cho, sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái thiết bị để mà thu âm như thế nào, phục vụ ở bên quay phim. Thì xưa Tân Rốc cũng làm âm thanh cho phim cũng một thời gian khá dài, mười mấy năm. Thì bây giờ chuyển qua chơi nhiếp ảnh thì không còn làm nữa, nhưng mà đồ nghề thì vẫn còn nhớ, và một số anh em vẫn còn liên lạc được để mà cho mượn đồ để làm review. Thì ha, thì thôi, nhờ cái đó là mục tiêu sắp tới. Thì bây giờ Tân sẽ mở hộp cái con 72GM này. Thì Tân Rốc đã có con 1635GM rồi. 1635 này thì rồi một con 2470GM đang gắn vô con R3. Và giờ một cái con mà Tân Rốc đang thiếu đó là con 7200. Thì là lý do là đến giờ này mới lấy là do mới đầu là tính lấy con 2470 với lại 7200 thôi, nhưng mà đang để dành tiền thì có một anh bạn bán rẻ con 1635 còn mới xài được có một tháng, hai tháng gì đó, thì cũng quen thôi, thì anh để lại rẻ thì mình lấy con 1635 F4 của mình bù thêm ít tiền để đổi. Thì con này chụp rất là tuyệt vời, Tân Rốc rất ưng ý cái con này. Thì những cái hình ảnh mà về phong cảnh sau này Tân Rốc sẽ dùng cái con 1635 hoặc là đời thường để chụp cái con này nhiều, vì Tân Rốc rất thích cái tiêu cự này 1635GM. Thì Tân Rốc nghĩ là cái con lens này là chỉ có nghỉ chơi mới bán thôi, tại vì nó quá đẹp. Thì song song sau đó thì mình thiếu cái con tiêu cự 7200. Thì bây giờ Tân Rốc coi như là đủ dãy từ 16 cho đến 200. Thì bây giờ không mất thời gian của các bạn nữa, Tân Rốc sẽ review. Thì cái 7200 này không phải là Tân Rốc bán mà là mua cho chính mình xài. Hồi chiều giờ mua là cũng phấn khích lắm á, nhưng mà chưa có dám khui, tại vì để tối review cho các bạn. Và chúc cho các bạn nào mà chơi nhiếp ảnh sẽ có được những cái lens yêu thích. Thì bây giờ Tân Rốc sẽ khui cái lens này. Rồi giấy kiểm tra thông tin kích hoạt bảo hành. Cái bao quá bự, quá đẹp. Thì đối với những cái lens mà GM của Sony thì nó có một cái túi rất là đẹp. Thì giống như Tân Rốc có cái con 1635 hoặc là con 2470 thì cũng có một cái túi, nhưng mà nó nhỏ hơn, thì nó cũng đựng giống cái túi này. Wow.
rất đẹp thưa các bạn, trắng trắng ngà và có cái chữ GM. Để thằng Rock gắn vô cái máy rồi chụp rồi review ảnh lại sao cho các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và Tân Rock sẽ review sớm những cái hình chụp bằng cái lens này thôi. Thì sắp tới Tân Rock cũng đi Đà Lạt thì mình sẽ chụp test thử cái lens này. Thì Tân Rock sẽ đem cái lens này với cái lens 16-35 để đi chụp Đà Lạt. Rồi để Tân Rock gắn vô cái máy body như thế nào ha. À, ở đây nó còn một cái hút. Thưa các bạn, thì gắn vô cái hút thì cái lens nó sẽ nó dài hơn. Thì ở đây là con 24-70 thì cái này nó sẽ dài gần như là gấp đôi nếu mà gắn cái hút vô. Nếu tháo cái hút thì nó dài hơn một khúc như đây. Bây giờ Tân sẽ tháo cái lens ra để gắn vô cái máy. Ok thưa các bạn, cái lens đã gắn vô cái máy với cái hút thì nó như thế này, cầm rất là chắc tay, đương nhiên là nó nặng hơn con F4. Mình chụp đã chụp qua con F4 rồi thì thấy nó cũng rất ok. Mình lại thích cái dòng GM hơn tại vì nó khối rất là đẹp với lại cái màu của nó, nên là quyết định là chơi nguyên một dàn GM luôn. Ok, thôi Tân Rock tạm dừng cái clip này đến đây. Hẹn các bạn vào những cái dịp sau để mà có những cái hình ảnh và cái review tốt hơn. Rồi Tân Rock sẽ up cái vài tấm ảnh để Tân Rock test với cái con 70-200 này. Chào các bạn ha, chúc các bạn sức khỏe và may mắn.